Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Tôi cảm ơn ân nhân đã gửi cỏ tôi đối với tôi. Tôi biết ơn rất nhiều. Tôi chúc ân nhân rất nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ cháu Lực đang ghi hình ở cái đoạn đường này thì chắc là cô bác anh chị cũng biết là cháu Lực sẽ đi vào thăm hoàn cảnh nào rồi cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực có trích cái trích tiền của quý mà chị Trần Đỗ Giang My gửi cho cháu Lực ấy cô bác. Chị cũng có bảo với cháu Lực rằng là đi thăm hoàn cảnh nào thì cháu Lực có thể trích tiền đó ra để đi vào thăm hoàn cảnh đó cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có trích và mua thêm một số thực phẩm nữa để gửi và trao tặng cho ông bà cụ mà sống một mình ở trên khu đồi này cô bác này. Hiện tại thì bây giờ trời thì cũng có vẻ là khá là âm u một chút đấy cô bác. Mấy hôm nay thì ở trên vùng cao ấy là do là chắc là bị ảnh hưởng ở cơn bão nào gì đó cô bác ạ. Thành ra là mưa hai hôm nay rồi. Đến thời điểm hiện tại thì mới bắt đầu là tạnh mưa một chút. Cháu Lực cũng mong rằng là tạnh mưa cho cháu Lực thêm một thời gian nữa để cháu Lực lấy được vật liệu đi vào nhà của ba ông cháu cô bác. Hay như đi qua ngôi nhà của ông bà cụ mà sống biệt lập với cô bác thì một cái cầu mà làm từ 1 2 3 4 4 5 cái cây sao mộc thôi. Đấy. Đi vào nhà của ông bà cụ thì phải là vượt qua thêm vài cây trẻ cô bác thì mới đến nơi được. Đấy. Chó này thì hôm nọ là cháu Lực cũng mua lên cho ông bà cụ ấy cô bác. Có vẻ như là sau một thời gian quay trở lại thì chó nó cũng rất là dữ này cô bác này. Ông thì không biết là đang đi đâu, đang lấy củi dưới kia sao cô bác. Bố đang hôn tờ ra mì. Mì à? Bố đang hôn tờ ra. Bố bán tìm mà nó hôn tờ. Ông thì đang lấy củi dưới kia. Bây giờ thì cháu Lực sẽ để đồ trên này một chút, đi xem là ông lấy củi như thế nào cô bác này. Đây có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy ông trèo đến rất là cao đấy cô bác. Đấy. Ông thì ở trên này thì cô bác này chuyên đi phát cái cành sao mộc này xuống để làm củi này. Bố hai hôn gió. Bố hai thăm hôn đấy. Ông ấy trèo lên là rất là cao đấy cô bác. Chặt xuống để ông lấy củi về đốt, có khi là ông mang đi bán đấy cô bác. Ở thời điểm hiện tại thì bây giờ ở dưới thôn kia thì cũng chẳng có công việc nào nữa thì ông là đành ở trên này là lấy những cành sao mộc này để đi bán thôi. Một bó củi ông bán thì cũng được rất là ít cô bác, chỉ được có là 30 đến 20 nghìn thôi cô bác ạ. Được 20 nghìn đến 30 nghìn thôi cô bác. Ông ra đây lấy củi lâu chưa? Lâu rồi à? Lúc nãy lên rừng về. Lên rừng về là bây giờ từ chập chập tối là ông lấy củi ở gần nhà thôi đúng không? Ông trèo lên rất là cao đấy cô bác đấy.
Củi này ông mang đi bán hay là ông mang để ở nhà để đun đun đấy? Để đun thôi. Để đun thôi à? Ừ. Thế ông thì vẫn còn đội cái mũ mà từ ngày đầu cháu Lực lên chia sẻ cô bác. Cây này nhỏ. Cây này là nhỏ để đun à? Nếu mà cây lớn thì để bán à? Ừ. À. Cây to thì được bán. Ờ. Ai đi mua được. Ờ. À. Cái này thì phải là vuốt cái kim nó ra hết này cô bác này thì mới không có bị chọc vào tay. Thấy ông thì hôm nọ cháu Lực cũng đã mua cho ông để bao tay để ông lấy được những cái cành củi này về để nhà để đun đấy cô bác. Mấy hôm nay thì ông có đi làm gì không? Lên rừng tìm củi. Lên rừng tìm củi à? Ừ. Mấy hôm nay ông có đi tìm hạt trầu không? À. Ông có đi tìm hạt trầu không? Cũng chậu hết rồi. Hạt chậu đi bây giờ cũng hết à? Ừ. Ui. Cái này là cái cầu thang để ông trèo đi lên chặt đấy á? Vâng. Tìm được một tí. Cái cầu thang cũng nhỏ nhỏ bé bé tí đấy rồi cô bác này. Đấy, bây giờ thì sẽ là cùng ông ở đây xem là để ông lấy củi một chút đã cô bác. Thì sẽ đi về nhà và cháu Lực sẽ trao cái phần thực phẩm đấy tới cho ông với bà. Đâm vào tay à ông? Được. Và những cái cành cây này đi lấy thì phải là rất rồi phải dùng bao tay thì mới dám cầm được chứ không bác, chứ không là nó bị đâm vào tay ấy. Bà thì đang nấu cơm ở nhà đợi à? Vâng. Mấy hôm nay thì ông ăn cơm với gì? À. Mấy hôm nay thì ăn cơm với gì không? Hôm nay thì ăn hai bữa. Hôm nay ăn hai bữa? Ừ. Thế là ăn một buổi trưa với lại tối đây thôi à? Ừ. À. Thế nhưng mà ông ăn cơm với cái gì ấy? Ăn cơm với rau gì ấy? Ăn cơm đi. Good. Hôm nay đi chợ mua phở về. Mua phở à? Ừ. Rồi chắc là ông đi về một bát. À, thế một bát là hai người ăn à? Ừ. Rồi một bát là hai người ăn đấy cô bác. Thế phở thì ông đi mua thì thường mua bát bao tiền? Bát là bát 15.000. Mua bát 15.000 à? Ừ. Rồi mua bát 15.000 và về để chia nhau, hai vợ chồng chia nhau cô bác. Chắc là hôm nọ ông đi bán được một chút hạt chẩu này. Hai vợ chồng là hôm nọ đi nhặt hạt chẩu cô bác. Đi bán được một ít. Thành ra là tự thưởng cho bản thân mình là một bát phở. Hai vợ chồng chia nhau đấy. Nên là tính ra là mỗi người ăn có hết 7.500 đồng đấy cô bác. Hay ở trong cái khu mà ông đang ở cô bác nhìn trong rất là hoang vu và hẻo lánh ấy. Nên mấy hôm nay thì ông có đi xuống xem lúa của nhà mình không? Không à? Không. À. Mai vẫn xuống đấy. Mai là vẫn xuống à? Thế lúa thì đã lên hết chưa ông? Đã sắp được gặt chưa? Chưa được gặt đâu nhỉ? Sắp được đấy. Sắp được à? Ừ. Năm nay thì được tầm bao nhiêu bao? Gạt xong mới biết à? Gạt xong mới biết đấy. Chưa biết. Thấy ông thì chắc là chưa biết tính là được bao nhiêu bao ấy cô bác. Thế năm trước thì được bao nhiêu bao? Được cả lúa nếp là 7 bao. Cả lúa nếp là 7 bao à? Ừ. Như cô bác có theo dõi sâu về cái những thức phim mà cháu Lực đăng tải ông với bà cụ lên ấy cô bác. Thì có một số cô bác chắc là chưa có hiểu về cái cuộc sống và hiện tại cái hoàn cảnh của ông bà cụ như thế nào. Thì bây giờ cho cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Ông với bà cụ thì hai người đều là bị thiểu năng trí tuệ cô bác, không có được minh mẫn như người ta. Và hai vợ chồng, hai ông bà có nên duyên với nhau và đến với nhau thì cũng không có một người con nào. Thành ra là bây giờ hai ông cụ là tự nương tựa vào nhau để mà sống qua hết cái quãng đời còn lại của ông bà cụ thôi cô bác. Con mấy con dê thì hôm nay thế nào không? Mấy hôm nay thế nào? Có bị làm sao không? Vẫn ăn cỏ tốt à? Ăn cỏ tốt đấy. Ông có thích con dê không? Có thích con chó con dê không? Thích à? Đấy, nếu mà để mà ông mà đi lên đi rừng để mà kiếm được tiền đi mua một con dê với con chó như này thì không biết là bao giờ ông bà cụ mới mua được cô bác. Hôm nọ thì cũng được bác thảo đố là nhờ cháu Lực và đi mua cho ông một con dê với lại một con chó để cho ông bà cụ có thể là có thêm những con vật nuôi để nuôi cô bác.
Đấy, ông bà cụ thì mặc dù mình có một cái hoàn cảnh như vậy cô bác, thì trên cái nụ cười và trên cái khuôn mặt của ông cụ thì lúc nào cũng tỏ ra như mình là vui vẻ cô bác. Nhưng ở bên sâu, cái con sâu ở bên sâu, ở bên trong con người của ông với bà cụ ấy, thì đôi lúc ông bà cụ tự suy nghĩ rằng tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như vậy cô bác. Thì ông cụ thì cũng có tâm sự với cháu Lực như vậy. Còn bà thì là bị nặng hơn ông. Ông thì vẫn còn minh mẫn một chút, biết là nói thêm một chút tiếng Kinh nữa. Bây giờ thì cũng tối rồi, sắp về chưa ông? Về đấy. Sắp về rồi à? Về giờ đấy. Ồ, thế cái chỗ này thì để đây khô đấy chứ? Cái chỗ này cũng mang đi. Vậy là mang đi về luôn à? Ừ. Ồ. Ở đây thì gần nhà thì có ai về lấy không? Không rồi à? Ừ. Hiện tại thì ở bên thôn có cho ông bà cụ là trong cái phần rừng này cô bác này. Thì những cái cành cây như này thì ông bà cụ sẽ là xin thôn và chặt đi. Cũng gọi là tỉa cái cây cô bác để lấy. Thứ nhất là ông sẽ, nếu mà cành to thì ông sẽ lấy đi bán. Còn cành nhỏ như này thì ông sẽ mang về chỉ là để nấu cơm thôi. Thế ông cầm cái đấy đi nhá, cho ông cầm cái thang lên. Ừ. Vừa rồi thì ông trèo ba cây này à? Vâng. Trèo lên cũng khá là cao đấy nhỉ ông nhỉ? Thế ông đi trước đi. Ông đi trước cháu đi. Dê của ông ấy cho vào chuồng nhá. Vào chuồng sớm. Cho vào chuồng sớm à? Xung quanh nhà của ông thì hầu như chỉ có nghe tiếng run này, tiếng dế kêu thôi cô bác. Không có một cái tiếng gì ngoài những cái tiếng run, tiếng dế cả. Đấy, chó ông có vẻ sổ ghê đấy nhở. Như này thì không phải sợ đâu nhở ông nhở. Đấy, ông với bà thì ở nhà rất là chăm chỉ thôi cô bác này. Đi thu hoạch những cái hạt chẩu này, đi lấy những cái cành cây to. Thế cành này thì mang đi bán không? Mang đi bán đấy. Ồ, cành to này thì mang đi bán à? Ừ. Ồ, bà thì nấu cơm rồi à? Ừ. Ừ, mẹ. Đây là cái củ gì đấy ông? Củ này củ gì đấy? À, củ sắn à? Củ sắn. Để làm gì ông? Sắn, sắn chuối. À, nhưng mà ông để làm gì? Để ăn hay là để làm gì ông? Ăn đấy. Để ăn thôi đúng không? Ừ. Đấy, lợn thì không có, chắc lợn thì không có, mà cụ chỉ có lấy ăn thôi cô bác. Đấy, sắn này thì rất là ngọt này cô bác này. Ông ăn sắn này thì ăn bằng cách nào? Ăn sắn á? Ờ, ăn bằng cách nào? Có lấy nấu lên không? Cũng nấu chín thì được ăn đấy. À, đang nấu rồi à? Ừ. À, ăn sống thì cũng rất là ngọt cô bác ạ. Sợ. Đấy, bây giờ thì ông đi vào nhà đi nhỉ? Rửa chân tay ông đi vào nhà nhá. Dê của ông đi để đây à? Cũng để thôi tối quá thì thôi ông ạ, tối quá thì thôi. Đấy, tối quá thì thôi. Ông ấy, dê của ông bà cụ ấy đang ở trong này rồi các bác này. Đấy, bây giờ thì khá là tối rồi thì cháu Lực sẽ không có đi vào xem dê nữa. Đây thì ông bà đang nấu món gì đây? Ồ, đây là đố này. Đố. Ờ, thế tối nay là ăn đố à? Vâng. Cái này cái nắp nó không có nào ông? Lấy về hôm đi. Ừ. Lúc lấy sáng nay lên chợ mua đấy. À, lên chợ mua à? Ừ. Ở đây này cô bác này, đây là những cái nắp nồi của ông cụ ấy. Thì tận dụng lại là cái thau á. Đây, tận dụng lại cái chậu này, cái thau này để làm nắp thôi. Mắm muối mình chính đi hết chưa ông? Để ông... Mắm muối mình chính đi hết chưa? Hết rồi à? Hãy chứng tỏ là cũng hết rồi cô bác này. Thì cháu Lực hôm nay cháu Lực cũng mua lên cho ông cụ là một chút đồ thực phẩm nữa. Hai bà thì vừa rồi thấy cháu Lực lên đấy cô bác, thì vội đi vào thay những cái bộ quần áo mới luôn đấy. Đây thì là bà mặc những cái bộ quần áo truyền thống dân tộc ở trên vùng cao này cô bác này. Ông ai rửa tay xong chưa? Chưa. Chưa à? Thế ông rửa tay đi nhá. Yeah.
Đấy, ông rửa tay đi. Ông rửa chân tay xong rồi à? Ừ. Hôm nay thì đi làm có mệt không ông? Hả? Không mệt. Không mệt đâu à? Đấy, ông thì hầu như những công việc này về tìm hạt chậu về. À, hạt chậu à? Ừ. Đây à? Ôi ở đây à? Ừ. Cho xem một tí được không? Ừ. À. Đây này, đấy, cô bác này. Đây, ông với bà thì tận dụng lại những cái áo mà chắc là không có mặc được nữa rồi. Đi đi rừng nhà người ta để thu hoạch được những quả hạt chẩu này về là để tách vỏ xong là mang hạt đi bán. Rồi. Ờ mẹ tốt bài vậy ông bà. Tốt bài vẫn còn, ông bà. Đây vừa rồi thì bà có lấy nước cho cháu Lực thì cháu Lực bảo là tí nữa uống. Để đây thì một tí nó sợ bị đổ. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cháu Lực lại trích tiền của chị Trần Tố Giáng My ra là để mua cho ông bà một chút thực phẩm nữa. Đấy, hôm nay thì mua cho ông bà một chút thực phẩm nữa nhá. Mì tôm này, xong là mì chính này, xà phòng này, đấy, mì tôm nữa. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì có trích tiền của chị Trần Tố Giáng My ra là thứ nhất là mua một chai dầu ăn này. Đấy, chai dầu là 30.000 nhá. Đấy, còn là chai dầu rửa bát thì là cũng là 30.000. Đấy. Và mua bột canh là 2 gói cho ông bà là 10.000. Đấy. Và mua thêm xà phòng để cho ông bà giặt quần áo ấy cô bác là 20.000. Và mua thêm cho ông một gói mì chính nữa là 25.000 cô bác. Đấy, cuối cùng là mua cho ông thêm 10 gói mì tôm cho ông bà để ăn sáng. Hai tổng cái số tiền hôm nay cháu Lực trích tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là 130.000 cô bác. Hay 130.000 này thì sẽ đủ ông có thể là sinh hoạt hơn một tháng luôn cô bác. Như cái chai dầu này thì ông với bà cụ là ăn sẽ hơn một tháng này cô bác này. Rồi nó thì cháu Lực cũng đã mua cho ông bà cụ rồi và biết là trong thời gian qua thì ông bà cụ đã dùng dầu ăn và những cái đồ thực phẩm cháu Lực mua cho ông bà là hết là bao nhiêu nữa. Hôm nay thì đi chợ thì mua được cái gì không? Không. Con đi mua được phở thôi à? Đi ăn phở thôi à? Mua phở là mua cái bao tải. Mua bao tải à? À bao tải là mấy nước để gặt đấy nhờ? Bao tải. Ừ. Đây, đây là lại có chị ở bên Hồng Kông. Chị ấy mua cho ông với bà nhá. Vâng. Đấy, chị cũng mua cho ông với bà là nhiều lần rồi. Vâng. Rồi hôm nay thì cháu lại trích cái tiền của chị ra để mua cho ông bà tiếp. Ở đây thì cháu Lực đi vào quán mua ấy cô bác. Thì quán tạp hóa thì người ta cũng không có hóa đơn cho cháu Lực đâu. Chỉ là người ta ghi ra. Đấy, ghi ra để cho cháu Lực xuống mà cháu Lực còn là nhớ được. Những cái đồ này thì ông bà này có cần thiết không bây giờ ấy? Cứ... Là hôm hết. Hôm nọ cũng mua được. À, hôm nọ là cũng mua được ít à? Mua được một chai thô. Ờ, nhưng mà là bây giờ là hết rồi đúng không? Hết đấy. À, là hết là cũng gần hết rồi đúng không? Vâng. Thế hôm nay cháu mua thì xuống rất kịp thời nhỉ? Vâng. Nên cháu Lực cũng xin thay mặt ông với bà là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thế ông thì gửi một lời nhắn nhủ cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My nhá. Đấy, con thì con cháu thì gọi bằng chị, chắc ông thì gọi bằng nên cháu thôi. Vâng. Tôi cảm ơn ân nhân đã gửi cò tới tôi, đối với tôi. Tôi biết ơn rất nhiều. Tôi chúc ân nhân rất nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, vừa rồi thì ông cũng nhắn nhủ một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Ông thì chỉ biết nói tiếng Kinh một chút thôi cô bác. Thì rất là mong các ông các bà sẽ thông cảm cho những người đồng bào ở trên vùng cao. Người đồng bào trên vùng cao có người thì chỉ học đến lớp 3, có người chỉ học đến lớp 1 thôi cô bác. Thì những cái tiếng Kinh, tiếng phổ thông như này thì bà con có khi là rất là ít khi biết nói cô bác. Chỉ biết nói những mấy cái từ đơn giản thôi. Thế còn bây giờ đồ này thì cất ở đâu cho ông ấy? Đấy, bà cất đi nhá. Đấy, bà cất đi nhá. Đấy, bà thì thật sự ra mà nói cô bác thì nhìn vào bà thì rất là tội. Nhưng mà trên cái khuôn mặt của bà, trên đôi môi của bà lúc nào cũng nổ một cái nụ cười mà cảm thấy là rất là vui vẻ cô bác. Cảm thấy là rất là hạnh phúc rồi khi mà được cái số phận của mình biết là mình có số phận như vậy rồi.
thì không có than thở hay là buồn tủi suốt quãng đường còn lại cả. Mặc dù ông với bà thì không có một người con nào, nhưng mà ông với bà vẫn luôn luôn dành tình cảm cho nhau với cô bác. Đấy, bà thì cất cái này đi nhá. Đấy, ông bây giờ thì đến bữa cơm của ông với bà rồi nhờ. Đấy, ông với bà với cô bác này. Cái can nhựa này thì hôm nọ cũng được là bác Trương Thị Ngọc Minh là bác ấy gửi cho cháu Lực này. Còn đây là mấy cái can mà ông bà tận dụng lại là để đi xách nước ấy cô bác. Cái can to cái thì ông không để nước à? Vâng, không. Cái can to thì để ở ngoài thì ông sợ mất ấy cô bác, cho nên là sợ là ai lấy là không có dám để ở ngoài đúng không? Đi vào chỗ ngủ của ông bà ấy cô bác, cũng hai vợ chồng cũng chỉ ở với nhau như vậy thôi. Ở đây thì ông không có tấm đệm đâu, chỉ giải thêm hai cái tấm chiếu này, cộng thêm một cái lói của cái chăn này vào là để ngủ thôi cô bác. Một cái ngôi nhà như vậy thì cũng rất là nhỏ. Cái ngôi nhà này thì trước là cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rằng là được ở bên thôn người ta cho ở nhà. Còn cái ngôi nhà chính của ông bà cụ thì cũng chẳng có khác cái gì ngôi nhà khác gì hơn cái ngôi nhà này cả cô bác này. Đây, cô bác có thể nhìn thấy là ở bên trong nhà thì cũng chẳng có một cái món đồ vật dụng gì giá trị cả cô bác. Trên này thì được ông với bà là đan những cái sợi tre này vào để làm thành một cái giá để mình đựng đồ mọi cái này cô bác. Bạn ấy potami chính khâu đúng không ạ? Chất chuông đúng không ạ? Bây giờ thì cũng đến bữa của ông bà cụ ấy cô bác. Cái này thì ở tốt ra bộ này à? Thái tốt ra này à? Bộ bộ phải thái mà. Này là thái ạ, này lục thái ạ. Này lục thái ạ. Này phải rất là cẩn thận đấy cô bác ạ, chứ không là đổ là tối nay ông bà lại không có thức ăn để mà ăn nữa đâu. Cũng rất là thơm đấy canh ấy. Nước canh này cho nhiều. Ông với bà thì ăn cơm ở đây luôn à bây giờ ấy? Cũng ăn cơm Thế thì cái mâm của ông bà đâu rồi? Đây mâm ở kia. À đây á? À là dùng cái mâm này luôn đúng không? Thế thì để bây giờ cháu dọn mâm cho ông luôn nhá. Đây, một cái mâm thì cũng ông thì cũng tự làm thôi cô bác. Đây thì làm bằng gỗ sao mộc này. Đặt lên trên này mà ăn cơm thôi. Ồ, đây là cái sắn này này nhỉ? Đây là sắn đúng không? Sắn đấy. Đây là làm từ lâu chưa ông? Ông có làm từ hôm qua đến bây giờ còn nên ăn không? Cũng ăn được. Không ăn được á? Không ăn được. Đây thì ông với bà là từ hôm qua rồi cô bác. Cũng chưa có mùi gì đâu. Thì ông với bà là vẫn còn ăn này. Bạn này potami chín khẩu á? Đây. Bạn mê chín khẩu á? Bốn nào lúc của chín nào? Bạn mê potami hay chín nên mua cái này à? Khẩu á? Lấy chín được mua này ra? Lấy để một thùng khẩu ra liêu khô này ra đi. Thì còn đây là nồi cơm của ông với bà này cô bác này. Cơm này thì từ trưa nay ông với bà nấu rồi. Thời gian này thì ông với bà bảo là chỉ có một ngày là ăn có hai bữa thôi cô bác. Bây giờ thì sẽ dọn mâm ra cho ông bà luôn xem là ông với bà hôm nay thì có những cái món gì này cô bác này. Những cái bát này thì hôm nọ cũng là được bác là Trương Thị Ngọc Minh là gửi cho cháu Lực cái cô bác để cho cháu Lực cầm tới cho ông với bà cụ. Hôm nay thì không phải là cái ngày chợ cho nên là cháu Lực không có. Hôm nay thì cháu Lực xuống hơi muộn nên là không có mua được thịt cho ông nữa. Chắc là để bữa khác thì cháu Lực sẽ mua thịt thà cho ông. Bạn này bùa tạm mê hát chỉ khâu hả? Anh ta bấm mê chỉ khâu hả? Bùa mê lùng chỉ nào. Đây là món gì đây? Đây á. Đây là món gì đây? Ớt. Ồ. Đây là món ớt này của bác này. Để ông chấm với lại cái đũa này này của bác. Sắn của ông thì có nó còn múc ra không? Không. Chỉ yêu trái tim màu đỏ. Với ăn vàn để. Ăn vàn. Ồ, chụp bài đi. Màn lụa hơi nữa kìa. Đây bạn này bộ tầm 12 chỉ nó, đây đang dọa bốn lục chỉ nó. Đấy. Anh đập bánh mì thằng hả mà bị anh. Ở đây thì là những cái xô này thì để ông với bà cụ là đựng làm mì chính này, trong thì có cả lạc nữa này cô bác này.
xong thì lại treo lên trên này để cho chuột thì không có vào ăn được ấy cô bác. Vừa lúc chín ăn lúc chín ra, bạn này pua ta mới hay gì nhỏ này. Ông thì có ghế không? Dạ. Ông có ghế không ấy? Có đây. Có đúng không? Đây ra đây cháu múc cơm cho ông. Ừ. Cháu múc cơm cho ông ấy mà. Đằng sau bà có cái ghế. Nó lắng ạ. Anh Tăng lên lắng. Anh Tăng ta lắng mà hơi pô bà mì. Tôi lắng quá rồi, tôi lắng ạ, tôi lắng ạ. Đây, của ông với bà đây. Ô pô mì là cho nhiều. Đây, ông ấy bàn cơm đi. Ăn giả mà phía. Mùa lúc một chín năm mê. Vừa rồi thì cháu Lực thì cũng mới ăn cơm tối xong ấy, thì thành ra là bây giờ cháu Lực sẽ không có cùng ăn ông ăn cơm nữa, chỉ là xem là hôm nay ông với bà thì sẽ ăn cơm với món gì thôi. Còn là sắn thì vừa rồi cháu Lực cũng bảo với ông rồi là nấu từ hôm qua tới giờ thì không phải ăn nữa. Thế con lên không? Hả? Hả? Cô phải đi đâu nào? Là để vào trong chảo này để có khi là sáng mai ông để ăn sáng ấy cô bác. Đây, những cái chậu này thì ông nội cháu Lực cũng mua xuống cho ông cụ này để cho ông cụ rửa bát này. Đây. Đây, bây giờ thì chắc là ngồi chơi với lại ông bà cụ một lúc nữa thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà của mình thôi cô bác. Thấy bây giờ thì cháu Lực cũng có thêm một người bạn đồng hành cùng với cháu Lực. Thì dù có đi đêm thì hai anh em đi với nhau thì cũng không có còn là có sợ là gặp những cái điểm gì các bác. Đấy, bà thì cất cái này đi nhá. Ông với bà đến cơm no chưa? No đấy. No rồi à? Thế thì lần sau cho xuống cho lại mua thêm đồ cho ông nhá. Vâng. Lần sau. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng rất là sốt sốt các bác. Có thể nói là không phải là hôm nay thì cháu Lực lên trên quán ấy để mua trứng với lại mua cá cho ông, nhưng mà quán thì người ta cũng hết mất rồi. Ở trên xá mà có bác, người ta hết thì người ta phải đợi xe ô tô từ dưới thành phố lên thì người ta mới có. Bây giờ thì ngồi với ông cụ uống nước một chút thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về cô bác. Năng này à, bố. Hôm nay thì xuống thăm ông bà cụ thì cũng rất là vui mừng. Là khi ông bà cụ không có bị ốm đâu gì các bác, chỉ là sợ lúc mà xuống thăm ông bà cụ ông thì ốm, bà thì cũng ốm thì điều đấy thì sợ những mối điều đấy thôi. Cứ khỏe mạnh như này thì là vui rồi ông nhỉ. Vâng. Mũ này thì hôm nọ là bác nào gửi cho ông sao nhỉ? Vâng. Đấy, những cái bộ áo quần của ông thì hôm nọ là cũng được các bác gửi lên cho thôi, cả đôi giày của ông nữa. Đi mấy cái đôi này có thích không ông? Thích à? Đấy, bà thì hôm nọ cũng là được bác Trương Thị Ngọc Minh gửi cho, cả ông thế cô bác. Đấy, bác Trương Thị Ngọc Minh thì gửi cho ông bà rất là nhiều đồ, những cái quần áo của ông bà thì có thể nói là bây giờ dư sức để mặc rồi cô bác, không phải lo về cái vấn đề mua quần áo nữa. Chỉ là trong thời gian tới thì chắc là có khi là ông vẫn phải thiếu thêm một hai số bộ quần áo mà mùa đông ấy. Ông thì có áo rét chưa? Có. Có rồi à? Bà thì cũng có chưa? Có. Có hết rồi đúng không? Ừ. Thế thì ông với bà thì đều có hết rồi cô bác này. Thế thôi, bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ đi về thôi cô bác. Thế thì ông với bà thì ở lại nhá. Cháu cũng đi về đây. Vâng. Đấy. Ông với bà ở lại nhá. Vâng. Để chờ cho ông bà một chút thôi cô bác, thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về thôi cô bác. À. Chó của ông bà thì có vẻ là rất là dữ đấy cô bác này. Tối thì ông cất chó vào chỗ không mưa nhá.
Đấy, bó củi này thì chắc là vừa thấy bà đi lên trên rừng để lấy về này cô bác này, đi nhặt những củi cành khô về đó. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác này. Hãy đi những cái cung đường này, đi đêm ấy cô bác thì phải rất là cẩn thận. Có khi là gặp những cái con rắn mà nó có một chút là màu đen này, một chút màu trắng nữa. Hay con rắn đấy là rắn cặp nong hay gì ấy cô bác. Thì con rắn đấy nó không có đi nhanh đâu, nó bò từ từ mà cắn thì rất là độc nữa, nếu mà không có đi bệnh viện kịp thời ấy cô bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn tất cả các ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em để bạn em được đi trao những cái phần quà tới tay cho những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì cái thước phim này cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác anh chị.